Sẽ thử có bi tháo xe. Bi này mình chưa bóc ra nhưng mà nhìn bên trong thì mình đoán chắc là Louis RX 350. Cái đít nó nhìn khá là giống. Hôm nay khách qua để thay cái ballast mới, thay cái body mới kiểm tra lại. Thì tình cờ bật đèn lên thì thực sự là tối đến kinh hoàng các bạn. Đây là quả đấy, 350 nguyên bản. Quả này chưa mưa lên, ánh sáng nó khá tối. Sự cái mắt sáng như này thì nó không sáng hơn đèn zin là mấy. Bây giờ sẽ có thử của bạn, hay là MDS bạn mới nhất. Xem khác biệt là như nào. Nhớ về một người ở nơi xa xôi, chúng ta chia tay cùng lâu lắm rồi. Cớ sao hôm nay nước mắt không kia vãi. Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều, nhói đau con tim nào ai thấu hiểu. Mình nghĩ nó phải sáng gấp khoảng 10 lần. Người ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, ngày ta đã đánh mất tất cả. Với Panama thì cốt khá là rộng, thì nghe ra này cốt cũng đủ rộng. Tất nhiên là không thể nào bằng lấy Panama được không? Thành những vừa vừa nhưng mà không nổi. Thì các bạn có thể nhìn góc ở bên trong kia là để ngồi sáng còn lấy Panama nó cắt tận đấy luôn. Mình nghĩ do cái khoản này nó bị xuống cấp quá đà.